để nâng cao nhận thức cho cộng đồng về việc chung tay thực hành tiết kiệm điện, giảm áp lực cho hệ thống điện quốc gia, góp phần vận hành cung ứng điện an toàn. Điện lực Phú Thọ đã chỉ đạo các phòng ban, điện lực các huyện, thành thị đẩy mạnh công tác tuyên truyền tiết kiệm điện tới từng hộ gia đình. Trong đó, tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc tiết kiệm điện, hướng dẫn người dân cách sử dụng các thiết bị điện sao cho tiết kiệm, hiệu quả, đặc biệt là trong những đợt nắng nóng. Khi sắm sửa thì mình cũng phải nghiên cứu là chọn những cái thiết bị điện nó tiết kiệm, hiệu suất nó cao. Và khi sử dụng trong gia đình cũng thế, và các cái thiết bị điện thì luân phiên không nên dùng đồng thời một lúc. Và chúng tôi ví dụ như khi ta đun nấu cơm thì chúng tôi sẽ tắt hết các thiết bị khác đi để nó đỡ phụ tải, nó phải gánh nặng quá. Cùng với đó, Điện lực Phú Thọ đã làm việc với các doanh nghiệp, khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ lớn, ký biên bản thỏa thuận điều chỉnh phụ tải điện. Đến nay, toàn bộ 226 khách hàng sản xuất kinh doanh có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 triệu kWh một năm trở lên đã ký kết thỏa thuận điều chỉnh phụ tải, đồng thời cam kết hạn chế sử dụng các thiết bị công suất lớn vào khung giờ cao điểm, bố trí sản xuất hợp lý, tăng cường sản xuất vào giờ thấp điểm, ưu tiên bố trí điện phục vụ sinh hoạt, đảm bảo cuộc sống cho người dân. Trong suốt quá trình thực hiện sản xuất kinh doanh, chúng tôi cũng hết sức cố gắng, nỗ lực và đồng hành chia sẻ cùng với ngành điện, cố gắng tiết giảm bằng các giải pháp. Một là rà soát tất cả các loại phụ tải để chạy đúng định mức. Thứ hai là có những cái đầu tư về thiết bị tăng công suất, có phần kho tàng hoặc cái phần chứa để thúc đẩy cái sản xuất trong những thời điểm khung giờ không có điện. Công ty Điện lực Phú Thọ đã tổ chức hội nghị khách hàng để gặp gỡ, trao đổi về những khó khăn trong việc cung ứng điện và đề xuất khách hàng xây dựng các kế hoạch sản xuất cho hợp lý, hạn chế tối đa việc sử dụng các thiết bị, các máy móc có công suất tiêu thụ lớn vào giờ cao điểm, đặc biệt là trong thời gian nắng nóng, phối hợp mới thực hiện chương trình điều chỉnh phụ tải DR khi có thông báo của đơn vị điện lực. Ngoài ra, công ty Điện lực Phú Thọ đã có văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương có ý kiến chỉ đạo đến các cơ quan, đơn vị, các tổ chức cá nhân trên địa bàn thực hiện các biện pháp sử dụng điện tiết kiệm hiệu quả. Những ngày cao điểm nắng nóng vừa qua, công suất phụ tải điện cực đại trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận mức tăng kỷ lục. Trong đó, công suất phụ tải điện cực đại đạt trên 711 MW, tăng sấp xỉ 27% so với cùng kỳ. Sản lượng tiêu thụ cực đại đạt gần 14 triệu kWh, cao hơn 28% so với cùng kỳ. Dự báo thời gian tới, tình hình nắng nóng gay gắt sẽ còn tiếp tục diễn ra, trong khi năng lực cung ứng điện còn hạn chế. Do đó, các cơ quan, công sở, doanh nghiệp và người dân cần chung tay sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, vừa quản lý được chi phí sử dụng điện, đồng thời tránh nguy cơ quá tải chung cho toàn lưới điện, đảm bảo an toàn năng lượng quốc gia.